Xin chào anh em, quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi quay trở lại với việc đem hai chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu. Và khi nhắc đến tên thương hiệu này thì không phải là được quá nhiều người biết, và đa phần rất nhiều người từng nhầm lẫn thương hiệu này là một thương hiệu đồng hồ của Nga. Tuy nhiên không phải, đây là một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ với logo hình ngôi sao năm cánh. Và đó là thương hiệu gì? Đó chính là thương hiệu Zenith. Và hai chiếc đồng hồ ngày hôm nay tôi giới thiệu tới anh em đó chính là hai chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Duffy. Và bộ sưu tập này thì có gì đặc biệt, và hai chiếc đồng hồ này cũng có những ưu điểm và nhược điểm gì, chúng ta cùng tìm hiểu trong video này anh em nhé. Gia Bảo Luxury trao gửi báu vật của thời gian. Kể anh em một câu chuyện, đó chính là ngày trước ấy, thời điểm mà tôi tham dự Bezo World lần đầu năm 2018, thì lúc đấy là cái thời điểm mà Zenith có giới thiệu cái bộ sưu tập Duffy này. Bộ sưu tập Duffy này thì nó không phải là một bộ sưu tập mới, mà nó mới được tái khởi động lại được cách đây khoảng vài năm thôi. Và cái hôm đấy là tôi vẫn nhớ là tôi thấy được một chiếc Duffy. Cái chiếc Duffy mà ngày hôm đó tôi chứng kiến được ấy, ở tại Bezo World ấy, đó chính là một chiếc 18 Hz có tần số dao động 18 Hz, tức là cái kim của nó chạy rất là nhanh và cái nhịp của nó ấy, nó nhanh lắm, nó nhanh kinh khủng, cảm giác là nó cứ nó như một cái động cơ máy bay ấy, nó như cái cánh quạt máy bay ấy. Đó là một chiếc đồng hồ không hề rẻ, và Duffy thời điểm đó Zenith giới thiệu, họ giới thiệu những cái phiên bản như là Tourbillon hay là những phiên bản đó, tức là Hybrid 18 Hz. Đó là những chiếc đồng hồ có giá vài chục ngàn đến cả trăm ngàn đô. Đó, tuy nhiên là những năm trở lại đây thì Zenith giới thiệu ra những phiên bản bình dân hơn, và tôi nghĩ nó là những phiên bản chúng ta có thể nói là họ bán được đại trà, tượng trưng cho cái dòng luxury sport ấy, nhưng mà là của Zenith. Và trong video này thì hôm nay tôi rất là vui vì tôi đang sở hữu hai chiếc. Đây, tôi đang có hai chiếc Duffy phiên bản mà tôi gọi là phiên bản phổ thông ấy, phiên bản để bán đại trà đấy. Đó, thì hai chiếc đồng hồ này, một chiếc với lớp vỏ titanium full cả dây là titanium, và một chiếc đó chính là với vỏ gốm với dây cao su. Hai chiếc đồng hồ này thì có cái mức giá hãng khoảng gần 200 triệu. Tuy nhiên là ở mức giá hiện tại thì hai chiếc này cũng khoảng xem bằng nhau khoảng 160 triệu. Hai chiếc đồng hồ này thì có những điểm gì đặc biệt thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút ở trong video này. Đầu tiên ấy, đây như anh em đang thấy, về thiết kế ngoại hình của chiếc đồng hồ này, có lẽ là tôi khẳng định với anh em là rất nhiều người sẽ thấy nó giống và hao với một người anh em trong cùng tập đoàn, đó chính là Hublot Classic Fusion. Đó, Hublot Classic Fusion mà anh em vẫn hay gọi là Hublot ấy, Hublot 42 ấy. Thì chiếc đồng hồ này với cái dáng vỏ và cái dáng vỏ không hẳn là dáng vỏ tròn đâu, và nó tôi vẫn gọi đây là dáng vỏ có phần là tono, dáng vỏ hơi thùng, bezel tròn. Đó, và đường kính của chiếc đồng hồ này là 41mm. Ở cuối video này thì tôi sẽ so sánh với cả một chiếc ưu điểm nhược điểm và so sánh với một chiếc Hublot 42. Đó, thì chiếc hiện tại bây giờ thì chúng ta đang thấy được hai chiếc đồng hồ đang trên tay tôi đây. Chiếc Duffy này thì có đường kính là 41mm. Đó, được thiết kế mặt số là skeleton. Với chiếc vỏ gốm này của tôi ấy, thì phải cảm nhận như thế này, cái vành bezel ấy với cả lớp vỏ thì cầm khá là chắc tay, đầm tay, và được hoàn thiện là chạy xước rust finish trên vỏ gốm. Đây là một cái kỹ thuật ấy, tôi nói là nếu như mà chúng ta thường thấy ở trên kim loại như titan, thép, vàng thì rất đơn giản, nhưng với trên vỏ gốm ấy thì cái công sức và thời gian nó mất hơn rất nhiều lần thời gian công sức của người thợ chế tác ấy, làm hoàn thiện trên lớp vỏ gốm. Tuy nhiên là có một cái điểm mà tôi nghĩ là trên chiếc vỏ gốm này là nó chưa được, nó không phải là khiến tôi hài lòng, đó chính là nó mặc dù là chảy xước nhá, nhưng mà chúng ta nhìn khó lắm, nó không khác gì là chúng ta đánh bóng cả, và chúng ta phải nhìn rất là rõ, chúng ta phải ra ngoài nắng chúng ta nhìn thì chúng ta mới thấy được là chiếc đồng hồ này chảy xước ở phần bánh bezel. Đó, phần thân thì chúng ta được làm nhám thôi, không phải là chảy xước, có vành bezel là được brush finish chảy xước thôi. Đó, cầm thì đây, ngoài ra thì phần mặt số của chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ thấy được ngay cái logo năm cánh là năm cánh kép, thì tôi gọi như kiểu là cái la răng ô tô chúng ta thường thấy ấy, thì đây gọi là năm chấu kép kiểu như vậy, đúng không? Đó, thì đây chính là cái logo hình ngôi sao của Zenith, và tôi điểm này là tôi rất là thích. Với phiên bản gốm này thì chúng ta có thể thấy được là ngay cái phần năm chấu kép này của logo Zenith thì chúng ta được làm từ gốm và được chảy xước.
Phần này chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn. Và một điểm rất là ấn tượng trên mặt số chiếc đồng hồ này đó chính là góc 12 giờ. Logo hình ngôi sao được đặt chính giữa và dòng chữ Zenith được bố trí vô cùng hài hòa. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy được là kim giờ, kim phút, kim giây được làm nói chung là to dễ nhìn, cọc số cũng thế. Nói chung là một chiếc đồng hồ thể thao. Đó, chưa được lên tầm xa xỉ lắm đâu, bởi vì cái mức giá nó chỉ khoảng tầm 6.000, 7.000 thôi, nhưng chưa được lên tầm xa xỉ. Nhưng với những chiếc đôi phi mà Zenith giới thiệu những năm trước ấy, thì nó là thể thao xa xỉ. Đó, với chiếc vỏ gốm này thì chúng ta sẽ thấy được dây cao su màu trắng. Đó là lý do vì sao tôi phải đeo găng tay, vì tôi rất là sợ nó bị dơ, bẩn. Đó, phần khóa của chiếc này, chiếc đôi phi này thì cũng được làm mặt là mặt gốm, logo được làm từ thép và được đánh bóng. Đó. Khi chúng ta chuyển sang cái phiên bản với lớp vỏ titanium này, thì chúng ta sẽ thấy được là đa phần cái lớp vỏ được làm với hoàn thiện là chảy xước. Đó. Tuy nhiên là cái điểm mà tôi chưa thích lắm với cái phiên bản titanium này đó chính là nó bị chảy xước nhiều quá, từ cái phần dây vỏ nó đến 90% là hoàn thiện chảy xước, trong khi cái sở thích của tôi là nó chỉ nên dừng ở mức khoảng 60% đến 70% thôi. Nó có thể là những chiếc Nautilus hay là những chiếc AP thì nó sẽ cảm giác là nó mang tính chất là nó điểm nhấn nhiều hơn, chứ như thế này một chiếc đồng hồ nó bị nhiều quá, nó màu cái gì nhiều quá nó không tốt. Đó, phần tay càng hay là cái phần tất cả những cái vị trí mà chiếc đơ phi này điểm nhấn thì họ chỉ làm những cái phần chải bóng, những phần đánh bóng ấy, polish ấy, thì nó rất là ít và nhỏ. Đó, dây này thì phần dây kim loại, phần dây của đơ phi này thì tôi đánh giá là nó cũng không có gì đặc biệt. Thật sự là nói là như vậy, không có gì đặc biệt. Khi mà nhìn cái chiếc đơ phi này thì tôi với lớp vỏ titanium này thì tôi sẽ liên tưởng ngay đến những chiếc đồng hồ thuộc trong cùng tập đoàn của LVMH, có thể kể đến là Hungary Octo, với cái dây nó cũng xem như thế này. Tất nhiên là nó khác nhưng mà nó rất nhiều điểm tương đồng, thậm chí là một chiếc hublo titanium cũng mà dây titanium này thì nó cũng có nhiều điểm tương đồng với cái chiếc đồng hồ đơ phi này, nên quan điểm cá nhân của tôi là tôi không thích cái bộ vỏ. Ở cuối của video này thì trong cùng phân khúc khoảng 6.500 đô thì tôi có đánh giá với những cái chiếc Hublo Classic Fusion mà chúng ta thấy bán rất rất nhiều ở thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới. Đó là những chiếc Classic Fusion 42 ấy, có đủ các màu xanh, đen, vân vân ấy. Đó cũng là lớp vỏ titanium và cùng chung một mẹ, tức là Hublo và LV và Zenith bây giờ cùng chung một mẹ là nhà LVMH. Đó, tập đoàn LVMH là Louis Vuitton NSC ấy. Đó, thì trong khoảng 6.500 đô này thì chúng ta sẽ được gì khi chúng ta mua Hublo, và chúng ta sẽ được gì khi chúng ta mua một chiếc Zenith Delphi nào, thì chúng ta cùng tìm hiểu ngay trong cuối video này anh em nhé. So với độ nhận diện thương hiệu thì Hublo ngày hôm nay không thua kém nhiều so với những thương hiệu khác. Có thể có hay chăng là thua kém với đội nhận diện thương hiệu, thua kém với cả Rolex thôi. Đó, nhưng Zenith thì sao? Diện thương hiệu không cao. Người ta như tôi đã nói ở đầu video ấy, chúng ta đeo một chiếc Zenith nhiều người không hiểu mà nghĩ đây là một chiếc đồng hồ ngang. Nó đóng vải. Đó, đầu tiên là về nhận diện thương hiệu. Với 6.500 đô thì chúng ta đeo một chiếc đồng hồ Hublo Titanium chẳng hạn, thì ra ngoài thì ai biết chiếc đồng hồ này khoảng bao nhiêu tiền và nó rất là nổi tiếng, ai biết là Hublo. Còn với Delphi thì không biết, 2-3 nghìn. Đôi khi là có thể có nhiều người sẽ lầm tưởng là chiếc đồng hồ này rất là đắt, 10.000, 20.000, tức là chúng ta sẽ phải giải trình nhiều cho một chiếc Zenith Delphi. Thế thì đó, về thương hiệu thì chúng ta có thể nói là chiếc Delphi này nó nhận diện thương hiệu kém. Vậy máy móc thì sao? Máy của một chiếc Hublo Classic Fusion rất là đáng tiếc, thì nó cũng bởi vì là Hublo họ đẩy về thương hiệu rất là nhiều, thế nên máy của một chiếc Classic Fusion đó thì chỉ là những cái cỗ máy ETA bình thường, hoặc là Celita được upgrade, chính xác là Celita được upgrade lên, đấy là một cỗ máy phổ thông được upgrade lên thôi. Còn với một chiếc Zenith Delphi thì chúng ta sẽ được gì? Chúng ta sẽ được một cái mắt số skeleton được trang trí hoàn thiện rất là đẹp.
tôi phải khẳng định với anh em là trong khoảng 6.500 đô với cái mặt số skeleton như thế này thì khó có một thương hiệu nào đạt được cái độ hoàn thiện như vậy đó. Và ngoài ra đó là một cụ máy in house với những người chơi đồng hồ và không ngại chia sẻ, thì tôi có thể nói với anh em là cái việc sở hữu một cái cụ máy, một chiếc đồng hồ với cụ máy in house trong khoảng 6.500 đô ấy, thì họ rất là tự hào, họ rất là thích một cụ máy đẹp hoàn thiện rất là xịn như này đó, 6.500 đô thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có được một cụ máy in house đến từ một thương hiệu cũng có thể nói là lịch sử rất là lâu đời đó, với độ hoàn thiện có thể nói là không thể chê được đó. Đấy là về máy, thì máy chắc chắn rồi, Zenith Delphi hơn hẳn một chiếc Classic Fusion đó. Vậy thanh khoản thì sao, cuối cùng là thanh khoản và giá tiền thanh khoản đi, chúng ta nói một chút là về thanh khoản thì thực sự mà nói là bởi vì brand name của Yulo tốt hơn Zenith nên là thanh khoản của Zenith Classic Fusion tốt hơn một chiếc Delphi. Delphi này thì thực sự mà nói là kém, thì rất kém người mua nhưng tuy nhiên là với những người mua Delphi thì tôi thấy ít bán lắm, bởi vì thực sự là họ đã tìm hiểu kỹ và họ thích nên họ mua, nhưng thấy ít bán lắm đó, cũng một phần là bởi vì nói chung là có nhiều lý do, nhưng mà có lẽ một phần nữa là bởi vì cái số lượng người mua Delphi cũng ít nên là cái việc bán lắm là thị trường này. Cuối cùng thì đó là vấn đề về lên tay, một cái cảm giác lên tay là cái việc đeo trên tay nó đẹp hay không ý, nó là điều rất quan trọng. Và với một chiếc Delphi này thì có thể nói là với cá nhân quan điểm của tôi thì tôi thích hơn là tôi lên tay một chiếc Classic Fusion. Bởi vì sao? Bởi vì với cái dáng vỏ của Delphi thì chúng ta sẽ thấy được là size 41 nó rất là vừa cổ tay, cũng như dáng tay càng của Delphi như thế này. Đấy, nhìn chiếc đồng hồ, mặc dù là trên cổ tay tôi là cổ tay đang tròn có chu vi khoảng gần 17 thì chiếc đồng hồ này thì rất tôi cảm giác là nó lên tay nó thích hơn một chiếc Classic Fusion rất là nhiều đó. Thế nên là với cái cảm giác lên tay thì tôi sẽ thiên về một chiếc Delphi hơn đó. Cuối video này thì như anh em đã thấy trong khoảng phân khúc 6.500 đô thì tôi có đưa ra một số ưu điểm nhược điểm so sánh với một chiếc Classic Fusion. Vậy ý kiến của anh em như thế nào về những chiếc Delphi, Zenith Delphi này thì chúng ta cùng comment ở dưới video này anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.